mới bắt đầu hành trình anh em ơi. Bây giờ anh em mình đang ở quận 12, xíu nữa lên cao tốc á là xe sẽ chạy nhanh hơn. Hôm trước á mình đi An Giang thì có ngủ, thằng em mình bây giờ nó mệt rồi. Hôm nay mình quyết tâm với anh em là sẽ thức từ đây cho tới lúc trả khách luôn nha anh em ơi. Mấy nữa tới cái ngã ba lớn qua đêm tới 8:30 là đi thẳng hoài luôn anh. Anh cho phép à? Bật luôn hết chưa? Đó, giờ mới lên đó. Đi hết rồi ấy. Đã sao buồn tay lòng tranh vén này một đời thương còn tư này một thời xương còn vương nở thu này hồn có lá ngân nga những ngoài hát su. Ủa Vũ, anh nhớ em cũng làm rapper mà, đâu freestyle cho anh em nghe chơi coi. Ok, dứt. Ok nghe nha, vô nha. Phước Tinh Computer 120 cây số. Đâu có phải phía Long An và dân miền Tây thì ta không lầm lố. Gọi tao cũng Long Can, giao PC ra phía ngoại ô. Thoát khỏi thành phố Sobo, sống humble của mình nên tao hết sâu từ Dust City cho tới nơi local. Let's go. Let's go. Ok, đây anh sẽ rap lại cho em nghe một bài rap live luôn. Không được cắt bài. Ok, let's go. Hôm nay anh em ta đi show từ Sài Gòn về tới Long An. Các bạn lại đã rồi. Ok, 1, 2, 3 Ok anh em, thằng em mình mới vừa rap xong, bây giờ mình sẽ rap nó lại nha anh em ơi. Để chiêu cái. Ok, let's go. Hôm nay anh em ta đi show từ Sài Gòn về tới Long An. Ta lang thang hoang mang và bàng hoàng. Để cảm thán những video hoành tráng và vẻ vàng bèn. Mời đẹp, mời đẹp. Hello anh em, bây giờ anh em mình ở lại ăn trưa nghỉ ngơi một tí, xong xuôi hết rồi khỏe mạnh và vào lớp máy cho anh khách nha anh em ơi. Ok anh em. Trong lúc đợi đồ ăn thì anh em phải cùng mình tận hưởng được đặc sản của miền Tây, đó chính là cà phê bóng và phong nước miền Tây nha anh em ơi. Đây, ăn cơm xuồng trứng thì mắm này thì nhìn nó hơi khác Sài Gòn nha. Đây, cái này có hú của mọi người. Có sao hả? Có cá ta chứ. Đây cá ta nè. À đây, cá nè, tươi không? Nhắn. Mình chấm nước mắm là phải nước mắm ớt của chúng bạn. Ui, thịt hơi mềm tí, không bở nha. Giờ miếng trứng có hợp với dưa leo nè. Ngon quá, ngon quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.